Tốt Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả thân thương, thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Trong gai cuộc đời được viết bởi tác giả Lê Tuyết. Tốt tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 10 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh độc truyện Bùi Phố để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Thú Quỳnh xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 10, bộ truyện Trong gai cuộc đời. Nghĩ đến đó, Tôi định đáp trả mọi người thì lại nhận được điện thoại từ phòng tổng giám đốc gọi mang hồ sơ lên. Thành ra không ngồi tám chuyện với mọi người được nữa. vào đến nơi cũng là lúc Dương bước ra từ một căn phòng thông giới phòng làm việc. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt bởi vì vừa mới gội đầu xong. Mùi bạc hà thơm ngát nhất thời làm cho bầu không khí có chút ngột ngạt. Tôi thất thần mất vài giây không nói được gì. Đôi mắt chỉ chầm chầm nhìn theo từng động tác của anh nhìn thấy anh uống một nắm thuốc lớn lúc bấy giờ cũng không nhìn được mà nói anh nên nghỉ một ngày để đi kiểm tra sức khỏe toàn diện chứ đâu mãi như thế này cũng không tốt anh chẳng còn trẻ nữa phải biết chăm sóc mình chứ không sao cũng không xảy ra thường xuyên anh chủ quan như vậy từ bao giờ thế con người của anh đâu phải là mình đồng giá sắt sức khỏe của tôi thế nào tôi biết Tôi nói không sao là không sao Em cuốn lên làm cái gì chứ Nhưng mà Ngày trước tôi nhớ em nói với tôi Là em đi xem bói Thầy bói bảo tôi sống đến 100 tuổi Bây giờ tôi mới hơn 30 tuổi Vẫn còn hơn 60 năm nữa Để dày dừa với em Khi Dương vừa nói lời này xong Thì đôi mắt của anh cũng nhìn về phía của tôi Chăm chú và tập trung Như muốn thiêu cháy Áp lực vô cùng Theo bản năng tôi lùi về phía sau Tới lúc dắp phải cái bàn thì không nhúc nhích được nữa Trái tim như muốn ngừng đập Còn anh thì im lặng mất mấy giây Sau đó cũng giơ tay lên Giữ lấy bả vai tôi Dưới ánh sáng sực Kéo tôi ôm chặt vào lòng ngực Anh nói Dịp à Chúng ta quay lại với nhau có được không Một nửa gương mặt của tôi Dán trên lồng ngực anh Mùi hương hòa lặng với hơi ấm nước sau đó bị nhiệt độ cơ thể làm cho bốc hơi biến thành một loại thuốc mê hồn khiến tôi một lần nữa như bị mê hoặc giọng nói của anh quá mức bình tĩnh bình tĩnh tới nỗi tôi có thể nhận ra đó không phải là một ý nghĩ nảy ra nhất thời không phải do đầu óc nóng quá hóa dở càng không phải là bố thí nó gần như một sự quyết tâm một câu trả lời đã suy nghĩ rất kỹ đến bây giờ không thể giấu được nữa nên đành phải nói ra hết cứ như vậy, từng chữ từng chữ chạm vào màn nhĩ của tôi. Tôi chống tay trước ngực anh, lực càng lúc càng mạnh, mạnh đến nỗi giường buồn tay. Tôi mới chạy xa ra, kéo rộng khoảng cách. Trái tim đập trong lòng ngực thình thịch như có người đang gõ trống. Tôi siết chặt tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của anh, ngữ điệu vô cùng kiên định. Anh nghĩ kỹ rồi, tôi cũng đã nghĩ kỹ. Tôi không thể cứ mãi sống trong ký ức này không thể biến mình trở thành một kẻ tồi tệ hơn nữa. Như vậy chẳng khác gì tôi tự nhận mình là kẻ giống như lời miệt thị của mẹ anh năm đó. Không có liêm sĩ, không có giáo dục, không có đạo đức. Tôi không muốn quay lại với anh nữa. Một lần cũng không muốn. Tôi đáp anh. Câu trả lời của tôi khiến cho sắc mặt của Dương có chút tái đi. Trong một khắc, đôi đồng tử xẹt qua buồn bã lẫn đau lòng. Anh định bước tiếp tóm lấy tôi nhưng mà lần này bản thân tôi đã đủ cảnh giác nên chỉ cần anh tiến một bước tôi nhất định sẽ lùi một bước đến khi cánh tay chạm vào nắm đấm cửa lúc ấy bản thân mới hít vào một hơi thật sâu một lần nữa cất giọng kiên định nói tôi nghĩ chúng ta đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi cho nên tôi hy vọng anh sẽ không nói về điều này thêm bất kỳ một lần nào nữa em sợ gì chứ tôi đã nói là mọi chuyện cứ để tôi lo tôi sẽ giải quyết hết sẽ không có một ai bắt nạt được em việc của em em chỉ cần là chính em tôi đúng là rất sợ anh nhưng mà không có nghĩa là anh nói gì tôi cũng sẽ nghe theo tổng giám đốc tôi xin nhắc lại một lần nữa tôi không muốn quay lại xin anh từ bây giờ trở đi hãy coi tôi như một nhân viên bình thường giống như bao người khác đừng ném cho tôi chút ngoại lệ nào cả Trước những lời nói này của tôi thì gương mặt của Dương vô cùng tĩnh lặng. Anh nhìn về phía tôi, gần như là chất vấn. Em định tránh tôi tới khi nào? Tôi không tránh anh. Tôi đây là đang rạch tròi mọi chuyện với anh. Còn nếu anh cứ cố tình ép tôi, tôi sẽ từ chức. Em đe dọa tôi. Không hề. Tôi biết, đối với Nhật Thành, có hay không có tôi hoàn toàn không quan trọng. Không phải là tôi làm mình làm mấy, mà là tôi muốn anh tôn trọng lời nói cũng như quyết định của tôi trả cho tôi cuộc sống bình yên tổng giám đốc chuyện này tôi hy vọng chúng ta sẽ thẳng thắn nếu như anh thấy khó chịu quá cũng có thể trực tiếp sa thải tôi nói xong tôi cũng không đợi dương trả lời hay là quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của anh diễn ra như thế nào tôi quay người trở về phòng tức tốc làm đơn xin nghỉ việc xong xuôi tôi lần nữa trở lại phòng làm việc của anh đặt nó xuống trước mặt bàn của anh. Động tác dứt khoát, rõ ràng, không có chỗ nào cho sự thương lượng. Từ ngày gặp anh, tôi đã mất ngủ rất nhiều. Một phần bởi vì trong lòng không yên, một phần vì vết xước trong tim nước toạc, Một phần nữa vì những cảm xúc đủ các thể loại thì nhau chi phối lấy. Có một khác tôi nghĩ hay là mình bỏ qua hết để quay lại với anh, yêu anh, cùng với anh thực hiện lời hứa còn gian dở. Thế nhưng tôi không làm được. Và cuối cùng, cách tốt nhất có thể làm chính là tìm cho mình một đường lui, cắt đứt mọi khả năng để cả hai bên có thể dây dừa lẫn nhau. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên gần như đóng băng, đôi lòng mày của Dương câu lại, ngữ điệu cất lên trầm lạnh. Em đừng có chọc tức tôi. Anh nghĩ thế nào cũng được, tôi sẽ không giải thích về việc này. Tôi không muốn giải thích nữa, bởi vì tôi có giải thích thì anh cũng sẽ không coi lời nói của tôi ra gì, cũng không có chuyện suy xét đến nó. Từ ngày gặp lại, lúc đẩy tôi ra rồi lại kéo gần, có bao giờ người đàn ông này cho tôi một lần được quyết định mọi thứ? Không, chưa bao giờ, chưa bao giờ có chuyện đó. Nghe tôi nói như thế, Dường im lặng rất lâu, lâu đến mức khi tôi cảm tưởng như trái tim trong lòng ngực mình gần như ngừng đập. Anh mới cầm tờ giấy, từ chức của tôi, xé toạt ra sau đó mới lên tiếng tôi đã nói rồi đưa em vào đây là tôi em nghĩ hay không cũng ở tôi người khác đều không có quyền kể cả em anh đi ra ngoài dương đã cố kìm nén sự tức giận tôi biết nếu mình đứng đây dằn co với anh thì kết quả sẽ chẳng đi đến đâu hết cho nên bản thân cũng chẳng mặt dày nán lại lê từng bước nặng nề đi ra ngoài lúc đóng cửa vừa chạm mặt với thư đàn đến cô ta nhìn tôi với đôi mắt hầm hầm chỉ hận không thể lao đến tấm tóc dặn mặt nói thật thì bình thường tôi với những biểu cảm này của cô ta cũng có một vài phần để ý nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng nên dù cô ta có nội điên thế nào tôi cũng mặc kệ bây giờ thứ duy nhất tôi cần là sự yên tĩnh cần một góc để bản thân có thể xả hết những muộn phiền tìm lại sự mạnh mẽ vốn có trước đó của mình mà thôi vì chuyện không vui đấy Nên buổi tối hôm đó Tôi đành phải cự tuyệt lời mời đi ăn với quân Hẹn anh vào một dịp khác Lúc đó thái độ của quân Có một chút thay đổi Tuy nhiên bởi vì là người lịch thiệp Nên anh ấy vẫn khẽ mỉm cười lắc đầu Sau đó bảo với tôi Bây giờ cũng muộn rồi Hay là để tôi đưa dịp về nhé Không cần đâu Tôi đi xe buýt về là được rồi Bây giờ cũng đã 10 giờ rồi Xe buýt không biết khi nào mới đến. Dịp tính trở đây đến bao giờ? Chưa kể trời cũng lất phất mưa nữa. Để ngắm mưa sẽ ốm đó. Dạo gần đây Hà Nội vừa mưa vừa rét. Đứng ở ngoài trời chẳng khác gì tự mình muốn đóng băng, buốt đến tê tái. Tôi mặc dù mặc nhiều áo nhưng vẫn cảm thấy lạnh. Chưa kể lúc này ở phía sau Dương và Thư lại đang sánh dài đi tới. Mà tôi bây giờ thì không muốn gặp hai người bọn họ. Nên cuối cùng cũng đồng ý để quân đưa mình về. Ngồi ở ghế phụ, tôi dựa đầu vào kính, nhìn ra bên ngoài đoạn đường vắng lặng, không một bóng người. Lòng ngực nhức nhối, bàn tay cũng siết chặt lại. Lúc nào cũng thế, chỉ cần một cái hành động nhỏ của anh cũng đủ khiến cho cảm xúc của tôi đảo lộn. Là do anh quá quan trọng hay là do tôi chưa đủ quyết tâm đây? Có lẽ bởi vì cảm xúc của tôi thật quá rõ ràng, cho nên quân chỉ cần lướt qua, cũng biết được tôi đang xảy ra chuyện gì và rồi anh hỏi tôi dịp với anh dương hai người có chuyện gì sao chuyện gì là chuyện gì chứ tôi không hiểu ý của anh dường như dịp không thích anh ấy lắm có phải anh ấy ép dịp làm việc quá nhiều cho nên dịp mới nảy sinh ác cảm liệu tôi nói ra anh có nói lại với anh ta không dù sao hai người cũng là anh em có người em nào muốn người khác nói xấu anh mình đâu chứ Nhất là lại nói với mình nữa Thật ra tôi cảm thấy chuyện này không quan trọng lắm Một người sếp nghiêm khắc Ác sẽ khiến cho nhân viên sợ hãi Và không dám tiếp xúc Nên việc anh ấy có bị dịp bài trừ Thì cũng không hẳn là thứ gì to tác cả Miễn là công việc Vẫn luôn hoàn thành tốt là được rồi Không phải sao Nghe được những lời nói này của quân Tôi không kiềm chế được nữa mà khẽ cười hỏi ngược lại vì thế nên anh mới làm một người sếp gần gũi với mọi người sao cũng không hẳn là như thế từ nhỏ tôi đã sống ở hà lan bạn bè không có bởi vì họ phân biệt tôi là người châu á không ai kết bạn mãi đến sau này tôi quen được một người nhưng vì lợi ích riêng mà họ cũng phản bội tôi từ đó tôi trở nên khép kín hơn không tin tưởng bất kỳ ai cho đến khi tôi gặp được dịp tôi đã từng nghe dương nói quân là anh em cùng cha khác mẹ với anh còn sự thật đằng sau như thế nào thì tôi không biết nhưng tôi đoán là thân phận này của quân khó mà suôn sẻ được chấp nhận bởi mẹ của anh là một người phụ nữ độc ác thế nào làm gì có chuyện bà ta để cho chồng mình mang một người con khác về nhà chưa kể với bà ấy nhật hành chỉ có thể là của dương người khác đường hồng nhảy vào để tranh phận nghĩ đến điều ấy tôi không biết nói gì đành im lặng một lát sau thì quân đưa tôi về đúng lúc nga đang từ hàng xóm đi ra cô ấy nhìn sang quân với ánh mắt không mấy thiện cảm cũng không chào hỏi nhiệt tình chờ cho bóng dáng của anh ấy đi khỏi thì mới quay sang hỏi tôi người đàn ông này là anh ấy là phó tổng của nhật thành mới từ hà lan về nhận chức hai người mình nhớ không nhầm cậu chưa từng quen anh ta trước đó vậy sao hai người lại thân thiết như vậy lời chất vấn này của nga khiến cho tôi sợ hãi mắt nhìn sang cô ấy muốn nói nhưng cuối cùng mọi thứ lại nghẹn lại ở cổ họng bây giờ tình bạn giữa chúng tôi có nguy cơ chẳng còn giữ được nữa nếu tôi tuyệt tình thì cô ấy sẽ đau khổ so với tôi bây giờ còn kém hơn bao nhiêu đâu nhưng mà nếu nói không thì nga sẽ mãi ôm hy vọng với tôi rồi càng lúc càng lún sâu hơn lúc ấy mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ. Cô ấy thuộc giới tính thứ ba, chẳng hề có lỗi gì, lỗi của cô ấy là dành tình cảm cho một người không nên, là tôi. Cũng giống như tôi dành tình cảm của mình cho Dương vậy thôi. Hít vào một hơi thật sâu, tôi bảo với cô ấy, "Hôm nay mình phải theo họ đi gặp mấy người bên sở tài nguyên nên tiện đường anh ta đưa mình về thôi." "Ừ." Nga gật đầu cô ấy cười tươi kéo tôi đi vào trong nhà mở tủ lấy cho tôi một cốc trái cây dầm sữa chua sau đó nói tiếp sắp tới nghỉ lễ được ba ngày đó mình với cậu lên tam đảo chơi đi nghe nói thời tiết ở đó rất đẹp không có ồn ào giống như hà nội đáng sống đó để mình lên lịch xem sao chỉ sợ có công tác bất chợt mình lại thất hứa với cậu làm gì thì làm thư ký hay giám đốc cũng phải có ngày nghỉ chứ. Anh ta cũng không có quyền ép cậu làm miệt mài ngày đêm như vậy. Mình hiểu, mình sẽ thu xếp rồi báo với cậu sau nhé. Tôi đáp lại Nga, sau đó cũng trở về phòng của mình, cả người mệt mỏi nằm giật ra giường. Mắt nhìn chầm chầm vào bóng điện sáng rực trên trần nhà, mệt mỏi. Tôi cố gắng để bản thân của mình không nghĩ về Dương. Thế nhưng anh lại cứ như thuốc độc, một lần nữa ngấm vào máu của tôi, hành hạ tôi trải qua các loại tư dị. Sáng hôm sau, tôi đi làm muộn hơn nên khi đến công ty, đồng hồ cũng chỉ 10 giờ. Trong phòng, mọi người đang nhốn nháo, bàn tán không ngừng. Nhìn thấy tôi bước đến, cái thủy là người nhanh nhẩu, chạy tới nói. Chị Diệp, có người tặng hoa cho chị đó, một bó hoa hồng rất lớn. Tôi nhíu mày, lúc này ánh mắt cũng hướng về phía bàn làm việc nơi mà bó hoa hồng đỏ rực được đặt ở đó ngày ngắn. Trên bó hoa còn ghi một tấm thiệp, không ký tên người gửi, chỉ có duy nhất một dòng chữ, chúc tôi ngày mới vui vẻ. Không phải là của Dương, tôi chắc chắn điều ấy, bởi nét chữ của anh mạnh mẽ và cứng cáp, vô cùng dứt khoát. Chưa kể anh cũng không bao giờ sến sẫm như thế. Có thể nói, nó là của quân, hoặc là một người nào đó đang muốn treo đùa tôi mà thôi thế rồi quả nhiên suy nghĩ của tôi hoàn toàn đúng buổi tối sau khi nhận lời đi ăn lẩu dưới quân anh ấy liền hỏi tôi bó hoa đó dịp có thích không tôi không biết dịp thích hoa gì thấy chủ quán tự vấn nên là hoa hồng tôi bảo họ bó luôn lần sau anh đừng làm như vậy nữa bó hoa to như vậy quả thật phí phạm không phí chỉ cần dịp thích là được rồi quân khẽ cười giữa tiếng ồn ào huyên náo của quán lậu nướng anh cởi áo vest đắt tiền tùy tiện dắt lên lưng ghế bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy dáng người hoàn mỹ nhìn thấy tôi định nhúng thêm rau cải anh ấy liền bảo ở việt nam mình mọi người luôn đặt vấn đề sức khỏe lên hàng đầu cái gì cũng sạch sẽ chứ một số nước khác thì không như vậy sao anh biết lúc tôi ở hà lan từng làm phụ bếp ở nhà hàng lẩu của một người trung quốc nói chung là cũng có rất nhiều gốc khuất không phải anh là em trai của dương sao nhật thành nhiều tài sản như vậy anh cũng phải đi làm thuê chuyện này cứ như tiếu lam vậy dịp không tên à tôi không lừa dịp đâu chúng tôi tuy là anh em nhưng lại khác nhau mỗi người có một số mệnh quân khẽ cười buồn anh ấy cầm ly rượu ngửa cổ uống cạn Tâm trạng lúc này quả thật không được tốt. Chúng tôi cứ giống như hai con chim nhỏ đáng thương, bị bỏ lại dưới trời giông tố. Một mình gồng lên chịu đựng, không bám díu được vào đâu, không cầu xin được bất kỳ ai nữa cả. Sau khi uống ba chén, bây giờ quân mới trần tình với tôi. Sự xuất hiện của tôi đối với gia đình họ chẳng khác gì một sự sỉ nhục. Bố của chúng tôi, ông ấy không phải là một người cha tốt. Còn mẹ của tôi, cũng không phải là một người có đạo đức. Hai người bọn họ quá thực xứng đôi với nhau. Trong mắt ông nội, anh Dương là người cháu ưu tú, nên tôi đối với họ gần như không đáng để ghi nhớ. Tôi ở bên Hà Lan, phần lớn là bản thân vừa học vừa làm. Phải mãi đến khi học đại học, thì ông cụ mới chấp nhận để tôi trở về nhận tổ quy tông, gọi tôi là cháu. Với bố mẹ tôi, chuyện này là chuyện tốt nhưng mà đối với tôi thì có hay không cũng không quan trọng căn bản tôi từ lâu đã quen một mình nếu không có câu chuyện ngày hôm nay tôi thật sự không thể tin được một người đẹp trai và nhiệt huyết như quân lại có một tuổi thơ cơ cực như thế hóa ra không phải chỉ có nghèo mới khổ mà lạc lõng giữa một đống người tranh giành quyền thừa kế cũng khổ không kém bởi khi đó họ phải đấu tranh phải gồng mình lên để bảo vệ lấy bản thân trước những sóng gió, phải chứng minh họ đủ tài giỏi, đủ thông minh và tàn nhẫn để chèo chống con thuyền lớn. Sau khi im lặng khoảng chừng 3 phút, quân cùng thoát ra khỏi ký ức không mấy vui vẻ của mình, anh ấy hỏi tôi. Thế còn dịp thì sao? Có thể chia sẻ với tôi không? Tôi à, tôi nghĩ anh vào Nhật Thành từng ấy thời gian cũng đã nghe mọi người đồn thổi về tôi Sao còn phải hỏi lại? Tôi coi Diệp như một người bạn, cho nên những điều về Diệp, tôi chỉ muốn nghe từ miệng của Diệp nói, còn những lời bàn tán ngoài kia, với tôi đều không có giá trị nào hết. Cuộc sống của tôi cũng không có gì dễ dàng, tốt nghiệp đại học xong thì lấy chồng, đi làm. Sau này cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên đã ly hôn. Anh ta phản bội Diệp. Cũng không phải, trong câu chuyện này Cả hai chúng tôi đều có lỗi Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho một mình xuyên Bởi tôi cũng là người góp phần Gây nên kết cục như thế này Chúng tôi kết hôn 5 năm Nhưng tình cảm tôi không có Cũng không ở chung với nhau Thứ hỏi ai mà chịu được cơ chứ Có chăng là ngay từ đầu tôi với anh ta biết Là không nên Nhưng vẫn cố lao đầu vào Tin rằng bản thân làm được Kết quả thì lại chẳng thể Dù đã cố gắng hết sức Nhắc lại chuyện cũ, tâm trạng của tôi có chút ảnh hưởng, cũng mây quân là người tinh tế, nên anh ấy lập tức lãng sàng chuyện khác, kể cho tôi nghe mấy chuyện cười để kéo lại bầu không khí. Khoảng hơn 10 giờ, tôi vì uống quá nhiều rượu nên đầu óc có chút choáng váng thành ra bản thân cũng không kiềm chế được cảm xúc, gục đầu xuống bàn, bật cười chua chát. Anh bảo tôi mạnh mẽ, anh nói tôi bản lĩnh, nhưng thật ra tôi không phải như vậy đâu tôi là một đứa con bất hiếu không ngoan men say chi phối hết lý trí tôi lúc này coi quân giống như một người cho mình sự tin tưởng tuyệt đối để giải bày tâm sự sáu tuổi tôi mất bố một mình mẹ tôi nuôi tôi khôn lớn từng ngày chăm lo cho tôi từng tí thế nhưng chính tôi lại là người khiến cho mẹ tôi chết một cách tức tuổi dịp đừng buồn tôi tin là mẹ dịp sẽ không trách dịp đâu nếu ngày đó tôi dứt khoát hơn thì mẹ tôi sẽ không bỏ tôi tất cả là do tôi do sự lưỡng lựa của tôi tôi nói đến đây thì quân biết điều nên anh quyết định giữ yên lặng không hỏi thêm điều gì nữa tôi nâng mắt nhìn anh ấy cười buồn một tiếng lại ngửa cổ uống hết cốc rượu giọt lệ tràn từ khóe mắt len vào khóe môi mang theo gì mặn chát ngửa đầu nhìn bóng điện đường tối mờ trên trần nhà tiếp tục nói ra những lời gian dở mười năm rồi mười năm tôi cứ ngỡ là mình đã quên được anh ấy nhưng tôi không làm được đau lòng lắm sao tôi vẫn ngửa mặt lên trần nhà cánh môi khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ cảm giác yêu người không nên yêu nó thật sự đáng sợ lắm giống hệt như một con dao sắc nhọn chỉ cần lướt qua một cái Đủ khiến cho người ta chảy máu Nói đến đây Tôi cũng dãy tay bảo phục vụ Mang cho mình một bao thuốc lá Sau đó cẩn thận chăm cho bản thân một điếu Đưa lên miệng rít một hơi thật dài Khói cây sọc thẳng qua cổ Miệng đầy dị đắng Tôi cười nhạt rồi lại thì thào nói tiếp Đi học Tôi bị bạn bè cô lập Vì là một đứa nghèo Lúc nào cũng đứng nhất Khiến họ bị lưu mờ đi làm. Tôi bị đồng nghiệp chán ghét vì được giám đốc ưu ái hơn. Họ bảo tôi mang khuôn mặt lẳng lơ. Họ bảo tôi mồi dài, dùng thân xác để đi lên. Họ đồn thổi, họ bịa đặt. Tất cả những lời nói cay nghiệt vô cùng. Thậm chí còn có những lúc tôi muốn tự tử vì những điều ấy. Tôi đã bảo với Diệp, họ vì ghen ghét với Diệp nên mới bịa đặt ra như vậy. Cho nên Diệp không cần phải để ý đến những lời ấy. Rồi khi anh ta xuất hiện Tôi càng bị ghét nhiều hơn Những người thích anh ta Luôn tìm cách chèn ép tôi Họ bắt tôi làm chân tay Chạy giặt Họ sỉ nhục tôi Thậm chí còn đưa số của tôi Lên các trang web đen Khoảng thời gian đó Tôi phải gồng mình lên để sống Gồng mình lên để tìm sự mạnh mẽ dũng cảm Anh có biết Cảm giác điện thoại tắt liên tục Không dám mở lên Vì ngày nào cũng nhận rất nhiều tin nhắn trả giá nó đáng sợ thế nào không? rất đáng sợ, thật sự vô cùng đáng sợ. cứ thế, tôi ngồi kể lệ với quần, chẳng thiếu sót một tí gì. tôi cũng chẳng sợ hãi, mình mất mặt, vì bây giờ người tôi có cảm giác giống như đi trên mây. cũng may quần không hề cảm thấy khó chịu hay là cười nhạo tôi, ngược lại còn yên lặng nghe tôi kể hết mọi chuyện, không hề tỏ ra khó chịu, không hề tỏ ra chán ghét. 12 giờ, trời về khuya, sườn đèn lại buông xuống dày dặn. Quân tính tiền rồi đỡ tôi ra xe, ngồi vào ghế lái phụ. Sau đó theo chỉ dẫn còn sót lại của tôi, đưa tôi về đến tận nhà. Cũng may Nga hôm nay không phải đi công tác, cho nên suốt cả một đêm tôi nôn mửa, cô ấy đều túc trực ở bên cạnh để chăm sóc tôi. Đến khi tôi thực sự không càng quấy nữa, thì mới trở về phòng của mình. Tuy nhiên, giữa chúng tôi vẫn có khoảng cách vô hình, chẳng thể nào quay lại được như trước nữa. Những ngày sau đó, mỗi ngày quân đều liên tục tặng hoa, nhưng anh ấy chỉ tặng chứ không hề chạy đến tận cửa săn đón lấy lòng tôi hay là đưa đón bám riết giống như những kẻ sến sậm khác. Thì thoảng tôi sẽ nhận được một vài tin nhắn kể về chuyện quân gặp phải, rồi một lời động viên từ anh ấy hoặc là một bài giảng cho tôi về những vấn đề tôi mắc lỗi chưa hiểu về phần dương sau cái hôm chúng tôi tranh cãi với nhau ở phòng tổng giám đốc anh ấy không hề quấy rầy tôi nữa nhưng mà khi chúng tôi giáp mặt ánh mắt của anh ấy lúc này cũng dừng lại ở tôi mang theo nhiệt độ nóng bỏng cũng may khoảng thời gian này người đàn ông ấy cực kỳ bận rộn với các dự án công tác triền miên cho nên số lần chúng tôi giáp mặt nhau cũng không xảy ra nhiều như những lần trước. Thời gian cứ thế trôi qua, vào ngày Dương trở về, tôi mang tài liệu đến văn phòng của anh để xin chữ ký thì vô tình nghe thấy một cuộc nói chuyện. Ban đầu tôi không muốn nghe lén, nhưng quay người định rời đi. Thì nghe thấy tiếng đối phương nhắc đến tên mình, bước chân lại khừng lại, giọng nói kia không phải của người xa lạ nào khác mà chính là của quân. Anh ấy bảo với anh. Buổi tiệc tối nay anh mời em. Cho em xin kèm một suất có được không? Chú có bạn nào nữa sao? Em muốn rủ dịp cùng đi. Dạo gần đây cô ấy bồn bề công việc suốt. Nhân dịp này, em muốn giúp cô ấy xả stress. Chỗ hôm nay đến là quán ba. Không phải là nơi dành cho cô ấy. Chú muốn rủ thì để lần sau đi. Nhưng mà... Không nhân gì gì hết. Muốn theo đuổi người ta cũng phải từng chút. Chú đừng quên cô ấy là nhân viên của công ty việc khác biệt sẽ khiến cho mọi người bàn tán anh yên tâm về chuyện này em đã có dự tính cả quá khứ của cô ấy nhiều sóng gió nhưng tương lai sẽ không như vậy nữa bởi em tin mình có thể là chiếc thuyền lớn để đưa cô ấy băng qua đại dương bạc ngạn không biết có phải vì lời nói đầy sự ám mùi này của quân khiến cho dương tức giận hay không mà buổi tối sau khi ăn xong với đối tác về anh không hề đưa tôi về ngay mà lái thẳng ra phía sau hồ tây táp thẳng xe vào lề đường cách anh đánh vô lăng cách anh phanh gấp đều thể hiện sự mất kiên nhẫn tựa như kiểu ngay lúc này chỉ muốn bùng nổ hết mọi cảm xúc anh nói với tôi thời gian qua tôi không làm phiền em là vì tôi tôn trọng em yêu thương em muốn cho em không gian và thời gian tôi không muốn hình ảnh của tôi ở trong lòng em trở nên tồi tệ hơn đáng ghét hơn em phải hiểu rằng không làm phiền không có nghĩa là từ bỏ là chấp nhận làm theo đề nghị của em nói đến đây thì những ngón tay cầm vô lăng của dương càng thêm siết chặt anh rít ra từng chữ em thích hoa hồng thích hoa thích có người đi ăn nói chuyện phím tôi làm được em không nhất thiết phải gần gũi với em trai tôi để chọc tức tôi làm tôi mất kiên nhẫn lời nói của người đàn ông từng chữ lọt vào trong tay ẩn dưới bóng tối an tĩnh càng trở nên cám dỗ khoảnh khắc này sự tồn tại của dương mang lại cho tôi một cảm xúc mãnh liệt lỗ tai nóng như thiêu đốt lan tỏa từ tận lục phủ ngũ tạng cuối cùng xông thẳng vào trái tim bùng cháy dữ dội đau nhói nhưng mà cảm xúc như thế tôi vẫn không quên bức tường dày ngăn cách giữa hai chúng tôi vẫn không quên tôi đã hận mẹ anh như thế nào nâng đôi mắt lên nhìn anh tôi hít vào một hơi thật sâu Cười nhạt một cái, rồi bất cần nói. Anh nói muốn quay lại với tôi. Vậy vợ của anh thì sao? Anh có bỏ được cô ta không? Khi tôi nói ra câu này, tôi biết là Dương kiểu gì cũng sẽ im lặng, hoặc là sẽ giải thích với tôi bằng một cái lý do nào đó, mà nhìn vào sẽ thấy anh là nạn nhân. Mặc dù tôi mới chỉ nhìn ra bóng lưng với sườn mặt của cô gái tên Vân Anh kia qua bức ảnh mẹ anh ném cho tôi 10 năm trước. Nhưng tôi chắc chắn cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, có học thức, có điều kiện. Xếp ở bên cạnh anh, đúng là một đôi, tiên đồng, ngọc nữ. Chưa kể cô ấy còn giúp được cho anh trong sự nghiệp, giúp Nhật Thành đi lên từng ngày và phát triển hơn. Thì làm gì có chuyện, anh bỏ họ được. Đáp án này tôi đã biết từ trước, khi chúng tôi chia tay nhau. Cho nên, giây phút này, tôi chợt cảm thấy chẳng có gì ghê gớm cả. Mặc dù trong lòng có vô dạng sợi dây quấn quýt nhưng kết quả số phận đã an bại. Nói nhiều thêm, cố chấp thêm, cũng đâu thay đổi được gì. Ngược lại chỉ càng làm cho bản thân thêm tổn thương nhiều hơn. Nghĩ đến đó tôi mím môi, tự thuyết phục bản thân phải thật bình tĩnh. lẩm bẩm hỏi lại một lần nữa. Anh có bỏ được cô ta không? Có bỏ được Nhật Thành để ở bên tôi không? nếu anh không bỏ được thì đừng bao giờ tìm tới tôi để bắt tôi phải dây dưa anh không có đạo đức nhưng mà tôi có câu nói này của tôi giống như một con dao cuồng tôi không sắc bén nhưng đủ để mài mòn máu thịt tôi không rõ dường cảm thấy thế nào còn tôi thì tôi cảm thấy mình rất khổ sở đau đớn mỗi lần muốn nói là cổ họng sẽ nghẹn ứ cảm giác như có người muốn bóp nghẹt không cho thở cũng chẳng biết là bao giờ bản thân mới có thể thoát ra được sự dày dò này? Có thể là ngày mai hoặc là nhiều cái 10 năm nữa. Sau câu nói ấy của tôi, bầu không khí trở nên ngưng động. Trong xe bây giờ chỉ còn là tiếng hát của ca sĩ hát bài Forever vang lên từng nhịp. Bài hát này quen thuộc lắm. Tôi đã từng nhớ chúng tôi đã hát nó rất nhiều lần. Thậm chí Dương còn mượn lời bài hát đó để hỏi tôi một câu em sẽ đợi anh mãi chứ lúc đó tôi kiên quyết gật đầu từng thầy thốt nếu tôi bỏ anh thì sau này mọi khổ đau của cuộc đời tôi tôi sẽ ôm hết còn anh anh sẽ hạnh phúc bên người mới quên tôi rồi bây giờ mọi thứ đang diễn ra đúng như thế chỉ là cả hai không chịu chấp nhận sự thật tàn nhẫn này luôn cố chấp muốn ngoảnh đầu lại tìm kiếm thứ đã không còn từ lâu yết hầu của anh trượt lên trượt xuống qua một lúc lâu thì cuối cùng anh cũng mở miệng giọng nói khàn đặc chuyện của tôi với dân anh có một số thứ cần phải giải quyết em không cần phải suy nghĩ về vấn đề đó bởi vì nó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến em không ảnh hưởng đến tôi thật nực cười anh là người đã có vợ tôi ở bên anh chẳng khác gì một kẻ thứ ba trơ trẽn không có liềm sĩ anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận biến bản thân thành kẻ như vậy sao nói như vậy Em thích ở bên cạnh em trai tôi Tôi sẽ không đề cập đến những chuyện không liên quan Tôi thấy em có vẻ chẳng thích thú lắm Vậy em cố gần gũi nó để làm gì Chọc tức tôi Muốn tôi nổi điên Tôi không muốn bản thân mình Bị những lời nói của Dương đè bẹp Nên vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn Phản bác lại một cách đầy quyết liệt Tôi đối với anh ta cũng giống như Là tôi đối với anh mối quan hệ nhân viên và cấp trên thêm nữa tôi cũng không quản được hành động của anh ta không quản được nó nhưng mà lại quản tôi em muốn tôi nổi điên lên em mới hài lòng đúng không tôi không nghĩ một câu nói này của mình lại có thể làm cho dương tức đến độ quay sang quát tôi sau đó khởi động xe hung dữ lái đi thậm chí khi gặp một đoạn tắt đường anh cấu đến nỗi nhấn còi liên tục thiếu điều là lao xe lên, tông thẳng vào hàng dài kia. Nhìn một màn ấy, tôi không nhìn nổi. Phần vì sợ anh quá kích động rồi gây ra chuyện gì đó nên dội dàng nói. Nếu như anh bận thì cho tôi xuống. Bàn tay cầm vô lăng của anh siết chặt tới nỗi xanh tím. Anh bùng nổ. Em đừng có mà nói chuyện với tôi. Ngồi im đó. Anh đừng tùy tiện Chúng ta bây giờ không là gì hết. Anh có hiểu không? trước mặt tôi em chưa bao giờ nói được một lời hay ho nào nhưng với nó thì em luôn nhẹ nhàng mười năm trước em bỏ tôi mười năm sau cũng thế em tưởng tôi là người không tim không phổi sao tôi rất muốn cãi lại dương có điều càng nói thì càng không thể đi đến đâu nên quyết định im lặng dứt khoát áp người vào cửa xe bày ra một ranh giới rõ ràng cũng may khi đưa tôi về đến sảnh người đàn ông này không thèm ném cho tôi một cái nhìn Dứt khoát kéo cửa kính lên. Bởi vì tâm trạng của cả hai đều không được tốt nên tôi cũng quyết định không nán lại, xoay người bước đi. Có điều đi được vài bước, quay đầu theo bản năng, tôi lại nhìn thấy Dương gục đầu trên vô lăng, không người, dường như đang cố chịu đựng cơn đau ập đến. Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự chỉ muốn lao đến bên anh để hỏi xem anh có bị làm sao không, có cần đi viện không. Chỉ là đã quyết tâm, dây dừa mãi đến bao giờ mới dứt nên tôi đành phải làm người tuyệt tình, cố đè xuống sự bất an trong mình, cất bước hòa vào trong bóng đêm. Ngày hôm sau, cuộc họp cuối quý hủy bỏ, dời sang ngày khác bởi vì Dương không tới công ty. Mọi người nghe xong thông tin này thì ai nấy cũng đều vô cùng vui mừng, bởi vì ít nhất họ cũng thoát được một ngày sống trong lo sợ. Phải biết là mỗi lần có cuộc họp, những ai làm không tốt đều sẽ bị phê bình, nặng hơn là chính thức sa thải. Cho nên bất kỳ nhân viên nào cũng đều mong muốn không phải đối mặt với điều ấy. Mà tôi, nghe những lời bàn tán của họ thì bàn tay cầm điện thoại khẽ siết lại, không bàn tán thêm điều gì, đôi mắt thức thần nhìn về phía khung cửa xa xăm bên ngoài. Tôi nghĩ, liệu có phải bệnh dạ dày của anh lại tái phát hay không? Cho nên sáng nay mới hủy cuộc họp quan trọng như thế, rồi không biết anh bây giờ thế nào đã đỡ hơn chưa? Có người nào chăm sóc không? Bởi vì chuyện đó mà nguyên cả một ngày, tốc độ làm việc của tôi có chút chững lại. Đôi khi còn làm sai dài chỗ, khiến cho thư có cớ để nói. Cụ thể là cô ta ném trước mặt tôi một số tài liệu, rồi quát lớn. Nếu như cô cảm thấy mình làm không được, thì tốt nhất xin nghỉ đi. Phòng thư ký từ trước đến nay, mọi người, đàm đều có trách nhiệm. Không phải đi làm theo cảm hứng giống như cô. Cô có biết một lỗi sai của cô sẽ khiến cho bản báo cáo này thành một đống rác không hả? Tôi sẽ sửa lại. Một câu sửa lại của cô nhẹ nhàng quá nhỉ? Nếu không phải tôi phát hiện ra, nó bây giờ đã nằm trong tay đối tác rồi. Lúc đó, cô định thế nào? Bò qua, xin lỗi người ta sao? Có chắc là đối phương sẽ thông cảm cho cô. Những lời thư nói, mặc dù khá là khó nghe, thế nhưng đó cũng không phải là sai. Nên tôi dù muốn cãi cũng không cãi nổi. Sai là ở tôi. Bản báo cáo này dù có vào Tây Dương thì cũng sẽ bị mắng như vậy. Tự ái vào thời điểm này không phải là cách giải quyết tốt nhất. Nhận lấy bản báo cáo từ tay của Thư, tôi lại tiếp tục lao đầu vào, sửa chữa và ra soát lại từng tí một. Thậm chí đến trưa còn không muốn đi ăn. Cái thủy nhìn một màn ấy thì bất lực, thở dài. Nó tranh thủ ăn dội rồi mang cơm lên cho tôi sau đó nói với giọng đầy bất mãn. Cái bà Thư này là cố tình gây chuyện với chị đây mà. Ai mà chẳng có lỗi cơ chứ. Nói nhẹ nhàng một tí không được hay sao mà phải nặng lời như vậy. Cứ làm như bà ấy là sếp không bằng vậy đó. Thì người ta cũng là thư ký trưởng, là cấp trên của chúng ta rồi còn gì. Với cả lỗi này cũng là do tôi làm sai. Mình sai thì mình phải nhận, không thể cãi cuồng được. Nhưng mà chị ta quá đáng thật đó cả phòng ai chẳng biết bà ta xấu tính lợi dụng lúc chị mắc lỗi nên chèn ép quá đáng mà trùng hợp hôm nay tổng giám đốc với phó tổng đều không đi làm chứ nếu đi thì chị ta còn lâu mới đến lượt được rồi những lời nói này lần sau đừng nên nói ra nữa biết là đối phương không ưa mình mà cứ nói xấu họ đến lúc họ nghe được có phải là bản thân khổ không thì không nói nữa mà chị này tối nay chị rảnh không chị em mình đi ăn nhé sao tự dưng lại rủ tôi đi ăn lại có chuyện gì muốn nhờ giả có phải không thì thật ra cũng không có gì cả em chỉ muốn mời chị đi ăn để tăng thêm tình cảm thôi chị không phiền đó chứ cái thủy là người nhí nhảnh lúc nào cũng có năng lượng tích cực nên khi nói chuyện với nó tôi cũng cảm thấy bản thân mình bớt đi được một chút muộn phiền Thế nhưng đối với mấy lời này, tôi nghĩ bản thân mình từ chối thì cũng không được hay cho lắm. Nên đành gật đầu đồng ý. Chỉ là tôi không ngờ được rằng lúc đến nơi gặp nó theo địa chỉ nó gửi, tôi lại thấy nó dẫn theo một người đàn ông, mà người này là bạn học cùng trường với tôi ngày trước. Trái đất cũng thật tròn. Đi một dòng, gặp được người quen, nên cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng không đến mức gượng gạo. Đối phương tên là Đức hiện tại đang làm giám đốc bộ phận cho một công ty về bên truyền thông nghe kể lại sau khi tốt nghiệp thì ra nước ngoài du học gần đây mới trở về nước xét về ngoại hình và tính cách mọi thứ đều ổn bảo sao cái thủy lúc nào cũng khen anh họ nó lên xuống cũng không có gì là quá đáng hết vừa ăn vừa nói chuyện đức chủ động là người sinh số của tôi sau đó là người dẫn dắt câu chuyện cậu ta hỏi tôi rất nhiều về hiện tại công việc như thế nào có thân với thủy không sở thích ra sao về chuyện của quá khứ tôi biết là đức không quên bởi chính năm đó cậu ta cũng là một trong số những người chứng kiến trò hệ đó tuy nhiên đối phương đều không đề cập lúc đó quả thực lòng tôi thấp thỏm lắm suốt cả một bữa đều không ngon miệng mãi đến khi cậu ấy nhắn lại cho tôi một tin tôi quên mọi chuyện rồi thì tảng đá trong lòng tôi bây giờ mới hạ xuống Dương nhét điện thoại trở lại túi áo Thì có điện thoại gọi tới Thấy hiển thị trên màn hình là quân Tôi lưỡng lự một lúc Cùng ấn nút nghe Còn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia Đối phương đã cười rồi nói Tôi nhìn thấy dịp này Quay sang trái Chỉ tầm 20 mét thôi Xe của Dương dừng ở cổng khu đổ xe Lần này anh ấy lái chiếc Mercedes Khiến cho người khác không khỏi ngoát đầu nhìn tôi không sao tránh được nên đành mở cửa xe lên lúc cài xong dây an toàn thì tai lại nghe thấy anh ấy nói chúng ta đi ăn nhé vừa đi gặp người của bên thành phố trong bụng toàn là rượu thôi uống rượu nhiều cũng không tốt tôi hiểu các anh xã giao là phải bắt buộc nhưng cũng đừng nên quá chủ quan sức khỏe của mình ừ chúng ta ăn mì nhé sao cũng được khi đáp lại quân Tôi không nghĩ là anh ấy lại đưa tôi tới quán mì ở ngay gần cổng trường cũ. Chẳng biết là do trùng hợp hay cố tình, thái độ của quân tỏ ra rất bình thản, tự như kiểu không nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của tôi. Anh ấy gọi hai bác lớn, trong lúc chờ đợi, đột nhiên cất giọng hỏi tôi. Hai người có phải là khách quen ở đây không? Sao tự dưng lại nhắc đến anh ta? Anh có vẻ cuồng anh trai của mình nhỉ? Hôm qua trong lúc nói chuyện, Tôi đã nhìn ra được sự ngông cuồng của anh ấy Xong thẳng về phía tôi Là anh em Tính cách anh ấy như thế nào tôi hiểu Rất ít khi anh ấy kích động Một cách như thế Vậy thì có liên quan gì đến tôi đâu Anh ấy và Diệp Từng ở bên nhau Không phải sao Khóe mắt của tôi Xẹt qua sự ngạc nhiên Bớt giác nhìn quân chầm chậm Không trả lời được Ngược lại anh ấy lại tiếp tục nói anh ấy không quấy định gạt tôi Nói sao nhỉ Anh ấy còn từng cảnh cáo tôi Không được tiếp cận gần dịp Có điều tôi vẫn không hiểu Tại sao dịp lại không chấp nhận quay lại với anh ấy Nghe những lời ấy Tôi vốn muốn dùng thái độ phớt lờ Thờ ơ Để biểu đạt ý tứ Quần đoán sai hết rồi Nhưng anh ấy nhìn tôi quá chăm chú Quá dịu dàng, quá tự bi Quá yên tĩnh, quá kiên định Thậm chí trong một phút giây Đôi mắt kia thấp thoáng Cả bóng dáng của Dương Hạ mấy mắt Nhìn mặt bằng Tôi chậm rãi Bình thản kể Tôi và dạ anh ấy quen nhau đã lâu Nhưng mà cũng chỉ là chuyện của 10 năm trước Còn bây giờ Tôi cũng đã thay đổi thành người khác Không còn coi tình yêu là tất cả trong cuộc sống của mình nữa Nhưng mà anh ấy hình như không như thế Chẳng qua là anh của anh Không cam tâm khi thấy tôi vẫn còn sống tốt Nói tóm lại Tôi và anh trai của anh đã hết duyên Điển hình là anh ấy đã có vợ Có gia đình hạnh phúc đó thôi Vậy Diệp có còn yêu anh ấy không? Chuyện này Có liên quan gì sao? Tôi cảm thấy nó không liên quan lắm Nếu đã không còn Thì cứ thẳng thắn đối diện Sao phải sợ anh ấy giống như con mùi sợ cọp vậy Anh ấy cũng không phải là thần chết Hay là một thứ gì đó đáng sợ lắm Tôi không đáp lại lời quân Suốt bữa ăn đa số đều im lặng Sức ăn cũng giảm hơn bình thường Tôi nghĩ quân nói cũng không hẳn sai Tôi càng sợ thì Dương sẽ càng tiến tới Như thế thì không bao giờ có chuyện Tôi thoát khỏi sự kìm ép của anh ấy cả Ăn xong cũng là hơn 10 giờ Quân mặc dù muốn dẫn tôi đi chơi tiếp nhưng vì tôn trọng ý kiến của tôi nên thực sự đưa tôi về nhà không hề tỏ ra là con nhà giàu kiều căng ngạo mạn cũng không tự cao tự đại không có tật xấu nào khác người ngồi trong xe anh ấy không hề nói gì mãi cho đến khi dừng ở dưới sảnh mới dứt khoát đặt bàn tay trái lên mù bàn tay phải của tôi rồi cầm nhẹ sau đó nghiêng đầu nhìn tôi nói dịp à tôi thích em nên muốn theo đuổi em em có thể thư ở bên tôi nếu có thể thành thì tốt nếu không thể em đi tôi sẽ không níu kéo nhưng mà tôi nghĩ bản thân tôi có thể mang đến cho em vui vẻ anh em không cần phải khẩn trương đâu tôi biết chuyện này đối với em quá đường đột nên tôi không bắt em phải trả lời ngay lập tức em có thể suy nghĩ suy nghĩ bao lâu cũng được nhưng mà đừng quá lâu nhé được không tại sao lại là tôi Tình cảm luôn không có lý do Em hỏi như vậy tôi biết phải trả lời sao đây Ở Nhật Thành Có rất nhiều người xinh đẹp hơn tôi Tài giỏi hơn tôi Tôi nghĩ những người đó mới xứng đáng với anh Còn tôi Một người phụ nữ ly hôn Một người tai tiếng Chưa kể tôi còn từng là người cũ của anh trai anh Sự lựa chọn này Không phải là điều gì đúng đắn cả Nghe tôi nói những lời này Quân liền bật cười anh ấy siết chặt tay tôi hơn lắc đầu giải thích không phải tôi đã nói với em rồi sao tôi và dương tuy là anh em nhưng mà chúng tôi mỗi người mỗi số mệnh anh ấy áp lực hơn tôi bởi vì anh ấy phải gánh trên vai nhật hành rộng lớn yêu ai làm gì cũng bị sắp đặt còn tôi tôi là một người không mấy quan trọng cho nên tôi đến với ai làm gì cũng đều không ảnh hưởng còn nữa tôi không ngại việc em là người yêu cũ của anh trai tôi tôi nghĩ là anh say rồi chúng ta nói chuyện này sau đi tôi không say em đúng là mấy chén rượu này đối với tôi có là gì đâu chứ nói đến đây thì quân dừng lại ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt nhẹ sợi tóc rối giường nơi tay sau tôi sau đó trượt dài xuống gò má rồi dừng lại nơi cánh môi miết nhẹ Dần dần tôi nhận ra khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần, gần đến mức tôi nhận ra mùi nước hoa đắt tiền, thậm chí là hơi thở toàn mùi rượu, mê hoặc, quyến rũ. Khoảnh khắc ấy, tôi như bị thôi miên, nhìn quân chầm chầm, không hề có một sự phản ứng nào. Đến khi nụ hôn phớt nhẹ của anh ấy rời xuống, hình ảnh của Dương xẹt qua khiến tôi giật mình, dội dàng quay đầu tránh đi. Tôi mấp máy nói. Tôi về đây, anh về cẩn thận, còn nữa tôi nghĩ chúng ta vẫn chỉ nên là bạn thì tốt hơn ngày hôm sau là thứ sáu buổi sáng tôi có việc đi đến công ty của đối tác nên không rõ được ở nhật thành xảy ra chuyện gì đến trưa tới nơi thì nghe được mọi người đồn là dương với quân nói chuyện trong phòng không biết xảy ra chuyện gì mà hai người đó to tiếng rồi còn cả đánh nhau dương thì không làm sao nhưng quân thì khác anh ấy lãnh trọn một cú đấm khá mạnh thấy bảo là vào mặt, khóe miệng sưng dù, sĩ cả máu. nghe không sót một từ, tôi có chút hoảng, trong đầu không ngừng suy nghĩ, vì sao bọn họ lại như vậy? liệu có chỉ đơn giản là bất đồng trong công việc, hay nó còn liên quan đến tôi? nếu thực sự như vậy, thì những ngày tháng sắp tới của tôi chắc chắn sẽ không còn được yên bình nữa. nghĩ đến điều ấy, tôi càng thêm đau đầu. Tuy nhiên bởi vì không muốn liên quan đến anh em nhà họ Nên dù tò mò Bản thân tôi vẫn cố gắng áp chế nó xuống Tôi lào vào công việc Cho đến bản thân bận rộn Về nhà cũng nhận việc làm thêm Để kiếm thêm thu nhập Một phần là muốn cuộc sống được tốt hơn Một phần là tôi còn phải trả nợ cho Dương Số tiền 150 triệu ngày đó Cứ thế liên tiếp một tuần trôi đi Tôi cứ tưởng sau đêm hôm tôi thẳng thắn từ chối, quân sẽ bỏ cuộc. Nhưng không, sang đến ngày thứ 8, anh ấy lại bắt đầu tấn công mỗi lúc một mảnh liệt. Hoa hồng đổi thành hoa hồng đỏ sẫm. Tan tầm, thì đứng trước cửa gian phòng công khai đợi tôi. Tăng ca mua đồ ăn bao cả phòng. Càng lúc càng khiến cho mọi người nhìn tôi với ánh mắt mờ ám. Chẳng mấy chốc, chuyện đã đồn ầm lên hết mọi ngóc ngách của Nhật Thành, khiến cho tôi đi đến đâu hay làm gì, mọi người cũng đều để ý thậm chí buổi chiều đi xuống phòng marketing để lấy tài liệu mấy người ở đó liền kéo lại chúc mừng rối rít họ nghĩ dường như tôi dài quân đã có mối quan hệ gì đó chúc mừng dịp nhé bây giờ cô là người hạnh phúc nhất công ty rồi đó cô và phó tổng quen nhau lâu rồi phải không giấu kỹ quá đó nha sắp lên làm vợ đại gia rồi cô còn định làm ở đây nữa không thế những lời nói này chẳng mấy phần thật giả nhưng mà tôi gần như sắp phát điên lên vì nó. Cái thủy thấy tôi ủ rũ thì lo lắng không thôi. Tuy nhiên nó cũng không bỏ xuống được chuyện của tôi vào quân, nên đành hỏi. Em cảm thấy phó tổng cũng không tệ, hay là chị thử tìm hiểu xem. Phụ nữ được theo đuổi là chuyện bình thường, hai bên vừa ý nhau, cứ thế mà tiến tới. Chị không cần phải băn khoăn về chuyện tình gian phòng. Trước nay Nhật Thành không có quy định cấm đoán với chuyện này. Còn bé này hôm nay sao thế em nói thật đó em coi chị như chị gái của em em cũng muốn chị nên duyên với anh đức nhà em nhưng mà hình như hai người không có duyên nên chỉ làm bạn bè được thôi còn phó tổng em thấy đứng bên cạnh chị rất thích hợp anh ấy có thể chăm lo cho chị bảo vệ cho chị anh ta không thích hợp trêu đùa chán sẽ tự rời đi thôi tính cách của quân không lạnh lùng giống như dương nhưng mà sự cương quyết của anh em nhà họ thì lại giống nhau y xị không hề dễ dàng chỉ một câu nói là có thể bỏ cuộc vì thế tôi cũng không muốn làm người nói nhiều đến thời khắc bản thân hết kiên nhẫn tôi nghĩ quân sẽ dừng lại chỉ là tôi không ngờ được rằng trong khi tôi im lặng thì dương lại không hề như thế đó là vào một buổi trưa khi cả văn phòng đi ăn hết Tôi mang cốc đi pha cho mình một cốc cà phê, thì vô tình nhìn thấy anh em của họ đứng ngoài ban công nói chuyện, hai bóng dáng cao lớn như nhau, ngang hàng với nhau. Nếu mà nhìn từ phía sau thì không thể nào đưa ra kết luận là ai hơn ai kém. Ngữ điệu của Dương vô cùng bình thường, nhưng ở sâu bên trong chính là sự cứng rắn, nghiêm khắc của một người anh dành cho em trai của mình. "Chú đừng có treo chọc quấy, tôi đã nói với chú, ai cũng được." nhưng cô ấy thì không quân không đáp lại dương lại tiếp tục nói chú khiến cho tất cả mọi người đều biết chuyện mà chẳng hề quan tâm tới cảm nhận cô ấy chú đây là muốn chứng minh cho ai thấy hay là chú muốn khiêu khích tôi em đã nói với anh rồi em thích dịp em theo đuổi cô ấy điều này đâu phải là có gì sai đúng không không sai chú khiến cho cô ấy trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người khiến cho đồng nghiệp trong công ty nhìn cô ấy bằng ánh mắt khác mặc cho người ta nói những lời vô trách nhiệm kích động bất chấp đây là chú đang nghĩ cho cô ấy thân phận của chú là gì cô ấy là gì chú có bao giờ nghĩ đến chưa anh nói em không có quyền vậy thì anh có quyền sao không phải anh cũng từng biến cô ấy trở thành cái gai trong mắt người khác sao anh trai anh như thế này thực sự là quá mâu thuẫn rồi đó Tôi nhắc lại lần cuối Chú tránh xả cô ấy ra Nếu không đừng trách tôi không nể nàng tình anh em với chú Quân không hề chịu thỏa thuận Bất kỳ điều gì với Dương Thậm chí khi bị Dương đe dọa Anh ấy cũng không hề tỏ ra Một chút nhục chí nào cả Bọn họ đứng đối diện với nhau Sắc mặt một bên vô cùng tồi tệ Một bên thì thản nhiên như không Nhưng tôi hiểu Là cả hai đang rất kiềm chế Nhường nhịn Nếu không sự việc đánh nhau lần trước nhất định sẽ lặp lại lần nữa. Cứ thế mất vài giây, lần nữa quần lại bật cười. Anh ấy đưa ly cà phê lên miệng, nhầm nhì một ngụm nhỏ, thản nhiên nói tiếp. Em nghĩ, người nên dừng lại ở đây là anh chứ không phải em. Sự đeo bám của anh mới khiến cho chịp khó chịu. Chẳng lẽ anh không nhận ra điều đó sao? Chuyện của tôi và cô ấy, người khác không có tư cách can thiệp. Cả chú cũng thấy, nhưng mà Vân Anh thì có. Anh đừng quên, anh bây giờ là người đã có gia đình. Và vợ của anh là ai? Dù hai người lấy nhau không xuất phát vì tình cảm, thì cô ấy cũng là con dâu, cháu dâu của nhà chúng ta. Anh muốn dịp ở bên anh với tư cách gì? Người thứ ba sao? Tôi sẽ không bao giờ để cho cô ấy phải chịu một nồi ấm ức nào hết. Và đương nhiên, cũng sẽ không có chuyện là người thứ ba. Khi nói ra những lời này, Dương vô cùng nghiêm túc. Thậm chí tôi còn nhìn ra sự quyết tâm của anh. Anh không ngại đối đầu với quân, kể cả sau này là những người thân của mình. Để hợp pháp hóa đoạn tình cảm đã từng lụi tàn của chúng tôi, anh muốn làm thứ gì, bù đắp ra sao, thương hại tôi sao. Nghĩ đến đó, tâm trạng của tôi trở nên tệ hơn. Bản thân không có ý định ở lại nên quay người muốn rời đi. Có điều vừa bước được một bước, giọng nói của quân lại dội thẳng đến màn nhĩ, làm sống lưng của tôi lạnh buốt em có thể bỏ qua tất cả, đứng về phía cô ấy, nhưng anh thì không. Anh sẽ không thể bỏ Nhật Thành, sẽ không thể bỏ vương anh. Điều này em nghĩ, anh là người hiểu rõ nhất, không phải sao? Sau câu nói ấy của Quân, lại là một sự im lặng kéo dài. Sự quyết liệt của Dương vừa nãy gần như tan biến mất. Một lần nữa chẳng khác gì cầm con dao nhọn, đâm thẳng vào trái tim tôi. Thật chua chát, đã không bỏ được, không rời đi được. Sao cứ túm lấy tôi, kéo tôi vào cái mớ bồng bông này? Chẳng lẽ tôi vẫn chưa đủ đau khổ, chưa đủ cùng cực hay sao? Nghĩ đến điều ấy, tôi lúc này chẳng khác gì một người điên. Quay người bước đến chỗ hai anh em họ. Sự xuất hiện của tôi khiến cho cả hai ngạc nhiên. Tuy nhiên lúc này tôi không còn tâm trí nào để mà quan sát xem họ nghĩ cái gì, họ định nói gì. Tôi chỉ biết tôi phải thoát ra được cái dòng lẫn quẩn này. Không phải là Dương, cũng không phải là quân không phải là ai liên quan đến nhật thành như thế thì cuộc sống của tôi mới có thể có được bình yên nâng đôi mắt của mình sang nhìn quân tôi nói tôi rất cảm kích anh vì đã dành tình cảm cho tôi nhưng mà vẫn như câu trả lời cũ tôi thực sự không thể nào nhận được nó nên tôi hy vọng từ hôm nay anh đừng làm thêm bất kỳ một hành động nào nữa nếu không tôi nghĩ chúng ta đến tình bạn cũng không thể còn nữa dịp à anh là người tốt người không xứng đáng với anh là tôi cuộc đời tôi đã đủ trái ngang bây giờ tôi chưa muốn tiếp tục bất cứ một mối quan hệ nào hết ở lại nhật thành là vì nơi này cho tôi công việc tốt cho tôi những người đồng nghiệp cho tôi mối quan hệ nhưng mà tôi cũng sẽ sẵn sàng nghĩ nếu mọi thứ đối với tôi quá sức chịu đựng thôi được rồi từ mai tôi sẽ kiềm chế cảm xúc của mình dịp không cần phải nghĩ nữa cảm ơn anh tôi muốn nói chuyện với anh ta một lát có được không được trước lời đề nghị của tôi quân không tỏ ra thắc mắc cũng không hề khó chịu khi bị tôi đuổi khéo từ đầu đến cuối nét mặt đều là sự nghiêm túc rõ ràng anh ấy biết tôi với dương cần có thời gian để giải quyết triệt để mọi thứ nên chẳng nắng lại làm kỳ đà chỉ sau vài giây cùng quất bóng ở lối rẽ hành lang. Người đi rồi, không gian rộng lớn bây giờ chỉ còn có hai người. Tôi cũng tranh thủ lúc mọi người chưa lên, không hề lòng dòng, nói thẳng với Dương. Tôi và anh chia tay cũng đã 10 năm. 10 năm qua, cái gì cũng thay đổi. Chúng ta sẽ không thể nào quay lại được nữa. Nên tôi mong anh hãy hiểu cho cảm giác của tôi và cả vợ của anh. Cô ấy không xứng đáng bị đối xử một cách tàn nhẫn như thế chuyện của tôi với vân anh người ngoài đều không hiểu được em đừng có nghe những lời quân nói rồi tự mình khiến cho bản thân trở nên nặng nề không hiểu dù có không hiểu thì anh với cô ấy cũng là vợ chồng với nhau không phải sao còn tôi chỉ là một vết nhơ của quá khứ không nên nhắc lại để mẹ anh biết được anh nghĩ bà ấy sẽ để yên cho tôi những chuyện này tôi sẽ tự mình sắp xếp ổn thỏa em chỉ cần biết em không phải là người thứ ba thế thôi ánh mắt của dương nhìn tôi đầy kiên định tôi không né tránh anh khóe miệng cười nhạt trong ký ức của tôi trừ cha mẹ tôi ra tôi đã xem anh là người quan trọng nhất cuộc đời của tôi không ai có thể quan trọng bằng anh tôi muốn ở bên cạnh anh nhưng mà mẹ của anh đã hại chết mẹ tôi bà ấy đã phá hủy cuộc đời tôi phá hủy tương lai tôi anh bảo tôi với anh còn dây dưa với nhau được sao đúng tôi ngu xuẩn dù ôm hận như thế vẫn không quên được tình yêu của anh vẫn nhớ anh tôi lừa dối được rất nhiều người nhưng lại không thể lừa dối được bản thân mình mười năm nay tôi đều ở đây không đi đâu hết đêm nào cũng giật mình thức giấc bởi những cơn ác mộng có những lúc tôi đã nghĩ chỉ cần mở mắt ra sẽ nhìn thấy anh nhưng mà lần nào cũng chỉ thấy toàn một màu đen anh có hiểu cảm giác đó không anh nói tôi ác độc cũng được, tuyệt tình cũng được, cái gì cũng được hết, chỉ cần anh buông tôi ra là được. Tôi đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng sau khi nói xong, bản thân lại bất giác khóc dữ dội. Khoảnh khắc ấy, Dương đưa tay muốn lau đi nước mắt cho tôi, nhưng tôi đã kịp tránh né. Tôi không cần sự thương hại của anh. Em cứ tự mình hành hạ bản thân làm gì chứ? Thừa nhận em yêu tôi muốn ở bên cạnh tôi khó khăn đến thế sao? dương kéo tôi lại gần anh, đôi mắt hiện lên những tia buồn bã, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, bất giác những lời nói của quá khứ một lần nữa dội lại làm trái tim tôi ngẹn thở. mưa sao băng sao? được rồi, tối nay sẽ đợi cùng với em. đồ ngốc chỉ cần là em thế nào cũng được hết. có hối hận không? hối hận khi yêu anh không? Đừng rời bỏ anh mà Anh xin em đó Có chuyện gì em nói với anh có được không Chúng ta cùng nhau giải quyết Phải làm như thế nào Em mới không chia tay anh Hả Diệp Mối tình đầu của tôi Nụ hôn đầu tiên của tôi Và cả đêm đầu tiên của tôi Cũng dành cho anh Mọi thứ ùa về như một thước phim tua chậm Khiến cho tôi càng khóc lớn hơn Tôi không nói được gì nữa Chỉ biết để mặt Dương kéo mình ôm vào lòng sau đó lắng nghe những lời thì thầm rất nhỏ của anh bên tai. Đừng khóc nữa. Tôi biết tôi nói thế nào cũng sẽ rất ích kỷ, là khốn nạn, nhưng mà đó đều là những lời thật lòng của tôi. Diệp, em nói đúng. Từ khi sinh ra, tôi đã phải mang trên vai gánh nặng là Nhật Thành. Tôi không được vui vẻ và vô tư như người khác, lúc nào cũng phải cẩn thận từng chút. Nhưng từ khi quen em, được yêu em, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình có nhiều ánh sáng như thế nào hạnh phúc ra sao tôi đã từng hy vọng chúng ta là một gia đình thậm chí tôi đã lên kế hoạch cầu hôn em như thế nào nhưng mà đồng một cái em chia tay không hề cho tôi một lý do đã vậy em còn phá bỏ đứa bé em bảo tôi làm sao chấp nhận được sự tàn nhẫn đó ở mỹ em có biết tôi nhớ em thế nào không em có biết tôi đã bay về đây bao nhiêu lần để được nhìn thấy em không nhìn thấy em đứng bên cạnh một người đàn ông khác. Tôi đã phải cố gắng lắm mới không lao đến để đánh cho cả ta một trận vì đã cướp lấy em của tôi. Tôi yêu em như thế nào? Còn em thì chưa bao giờ tin tưởng tôi. Nếu như 10 năm trước em nói ra sự thật thì chúng ta sẽ không đến mức như thế này. Anh nói với tôi những lời này làm gì chứ? Anh trách tôi 10 năm trước không nói với anh. Vậy nói sao anh tin sao? Anh nói anh yêu tôi Yêu tôi nhưng anh lại đi du học với người khác Sau đó lấy cô ta Anh đang muốn chứng minh cái gì Tôi Mẹ anh từng bảo với tôi Cô gái đó thích hợp với anh Cô gái đó mới xứng đáng làm vợ của anh Tôi nghĩ anh vẫn là Nên nghe lời mẹ của mình Đừng cố làm mọi thứ rối tung lên nữa Mười năm trôi đi Anh có vợ Tôi cũng đã có chồng Chúng ta không phải là những người độc thân anh đã từng ngủ với cô ấy chưa còn tôi tôi đã từng ngủ với chồng cũ của tôi rồi tôi không còn là của anh nữa nếu như tôi là anh tôi sẽ không bao giờ bỏ vợ của mình để chạy theo người không xứng đáng tôi sẽ giữ chặt gia đình hạnh phúc này cùng cô ấy sinh con đàn cháu đóng khi nói ra những lời tàn nhẫn này tôi rất đau lòng nhưng nếu không nói thì dương sẽ không chịu dừng lại khoảnh khắc ấy anh định nói thêm với tôi Nhưng điện thoại lúc này lại đổ chuông Là cuộc gọi quốc tế Đầu dây bên kia Giọng nói đầy gấp gáp của một người phụ nữ tuổi trung niên gian lên Cậu chủ Không thấy cô Vân Anh đâu nữa rồi Tôi tìm khắp nơi cũng không thấy Bạn bè cô ấy cũng xác nhận Là cô ấy không tìm đến họ Sắc mặt của Dương trong nháy mắt trở nên căng thẳng Anh siết chặt tay cầm điện thoại Cố gắng giữ bình tĩnh hỏi Thiếm đã tìm kỹ chưa? cô ấy đi từ bao giờ tối hôm qua sau khi ăn cơm xong cô ấy đi lên phòng vẽ tranh tôi dọn dẹp xong cũng mệt quá nên đi ngủ sáng nay dậy thì không thấy cô ấy đâu nữa gọi hỏi khắp nơi cũng không có tin tức có khi là cô ấy đi tìm cảm hứng vẽ tranh thím đừng quá lo lắng nhưng mà bệnh tình cô ấy ngày một nặng nếu ở một mình không may xảy ra chuyện gì sẽ rất nguy hiểm cậu thứ gọi điện cho cô ấy hỏi xem Cô ấy đang ở đâu giúp tôi có được không Để tôi chạy qua Được rồi, thiếm cho điện thoại của tôi Nói xong Dương cũng cướp máy Rồi nhấn sang số của Vân Anh Tuy nhiên gọi rất nhiều lần cũng đều không liên lạc được Thành ra tâm trạng của anh vốn đã không ổn Bây giờ càng trở nên thấp thỏm hơn Không còn lời cầu xin nài nỉ tôi nữa Mà bảo tôi trở về phòng trước Đợi sau này anh có thời gian Thì tiếp tục nói chuyện Sau đó anh rời đi nhìn thấy bước chân vội vã của anh, tôi lần nữa chỉ biết buồn cười, hốc mắt dần dần cay cay. Anh nói yêu tôi, nhưng vẫn lo cho cô ấy, sẵn sàng bỏ mặt tôi để chạy đi. Như thế đã đủ. Tôi phải tỉnh táo nhận ra được vị trí của tôi. Còn nếu tôi không thoát ra được, thì sớm muộn gì tôi cũng tự đẩy mình vào ngõ cụt. Muốn ngóc đầu lên thì cũng không còn cơ hội nữa. Thế rồi những ngày hôm đó. Tôi quyết tâm gạt bỏ hình ảnh của Dương ra khỏi đầu, cố gắng làm mọi thứ để cho bản thân của mình trở nên bận rộn nhất có thể. Những lúc quần rủ tôi đi ăn hoặc giúp đỡ anh ấy một cái gì đó, tôi cũng khéo léo từ chối, bởi vì tôi nghĩ, nếu anh ấy không chấp nhận được mối quan hệ bạn bè này thì thôi, tốt nhất không nên gặp nữa, tránh việc để lại đối phương những hiểu lầm là mình đang bật đèn xanh. Tự nhiên giải quyết được chuyện đó xong, thì tôi lại dướng phải những tên đồn khác là bị đá. Có lẽ họ nhìn thấy quân không nhiệt tình theo đuổi tôi nữa. Xong chúng tôi cũng không còn nói chuyện nhiều như trước nữa. Nên từ miệng người nọ đồn đến người kia, dần dần thành một câu chuyện ngôn tình cực kỳ cậu huyết. Đại khái tôi là một người phụ nữ giả tạo, cố gắng tỏ ra mình yếu ớt để quân chú ý. Anh ấy lại có tính cách thương người nên say đắm tôi. Nhưng mà lần lần thì ở bên nhau, nhận ra tôi là một kẻ tham lam không có đạo đức đứng núi này trong núi nọ nên quyết định quay đầu vạch trần bộ mặt của tôi bây giờ tôi cái gì cũng không còn để xem tương lai còn danh giáo được với ai làm mình làm mẩy với ai có khi cơ hội ở lại nhật thành cũng chắc gì đã còn nữa thế đó dù tôi có không làm gì thì họ vẫn dành cho tôi những lời nói đầy cay nghiệt và sát thương như thế Thử hỏi nếu chuyện của tôi với Dương bùng bét ra Sự thật là tôi bỏ anh Thì nó còn đáng sợ đến nhường nào nữa Chẳng ai đứng về phía tôi hay tin tôi Tôi chắc chắn điều ấy Bởi vì trong tâm trí của họ Những người như Dương, Quân và Thư Mới là đứng tối cao mà thôi Uống cạn cốc cà phê mà Thủy đưa cho Tôi lúc này cũng mới đứng dậy Thu dọn đồ đạc để ra về Có điều vừa mới bước vào thang máy Bản thân lại nhận được cuộc gọi từ một số lạ Đối phương bảo với tôi Tôi gọi cho cô từ bệnh viện Vinmec Hiện tại anh Dương đang cấp cứu Bởi vì chảy máu dạ dày Chúng tôi không biết liên lạc với ai Nên đành liên lạc với cô Không biết cô có thể đến đây một lát được không Được, tôi đến ngay Nghe thấy anh phải cấp cứu Tôi cũng chẳng còn tâm trí nào Để chất vấn đối phương Vì sao lại có số của tôi để gọi Mà không phải là số của người khác suốt cả một quãng đường sự lo lắng không hề giảm thậm chí tôi sốt ruột đến nỗi dục tài xế liên tục khiến cho họ không chịu được mà nói cô gái tôi đi như thế này là nhanh lắm rồi đi nhanh nữa là phạm luật đó cô cứ ngồi im đi chậm một phút cũng không sao đâu tôi quả thực là tôi quá xúc động nên sau câu nói ấy tôi không dám làm ồn nữa đến bệnh viện vừa trả tiền xong là tôi lao lên phòng cấp cứu đúng lúc cũng là vị trưởng phòng đẩy cửa bước ra. Người này tôi biết, đó là người đã từng cấp cứu cho tôi các ngày tôi bị xuyên làm cho nhập viện. Hình như người này quen với anh, ông ấy dường như cũng nhận ra tôi, cho nên khi thấy tôi liền bước đến cất giọng nói. Tôi vừa tiêm cho cậu ấy với truyền nước, hiện tại đang ngủ, không còn gì nguy hiểm, nhưng tốt nhất cô nên khuyên cậu ấy không được động đến những chất kích thích nữa, nếu không sức khỏe sẽ tệ đi hơn đó. Dạ, tôi, tôi hiểu rồi. Ừ, lát nữa cậu ấy tỉnh, cô đi mua cho cậu ấy một bát cháo trắng, rồi còn uống thuốc. Về sau, nhớ chú ý hơn nữa. Tôi chăm chú lắng nghe những lời dặn của bác sĩ, không sót một từ nào. Xong thôi, thì cũng chạy xuống, mua cho anh một cốc cháo, rồi chạy ù lên. Vừa mở cửa, thì người nằm trên giường cũng tỉnh, sắc mặt có chút hơi tái, đôi mắt đầy sự mệt mỏi, nhìn qua cũng biết khoảng thời gian này sức khỏe của anh xuống dốc như thế nào bước lại đặt bác cháu lên bàn tôi cũng cất giọng nói cháu và thuốc của anh anh ăn đi rồi còn uống thuốc Sao em lại ở đây phía bệnh viện gọi cho tôi nên tôi đến nghe tôi nói như thế dương liếc mắt nhìn tôi nói ra hai chữ cảm ơn sau đó lại hỏi em đã ăn chưa chưa ăn thì cùng ăn luôn đi tôi ăn rồi dương không nói gì khuôn mặt của anh lúc này hơi câu lại hô hấp khó khăn tôi đứng bên giường với tình huống này thì quả thực không thể không tỏ ra lo lắng tay cầm cốc nước đặt lên trên bàn khẽ nghiêng đầu tôi hỏi anh anh không sao đó chứ có thấy mệt hay đau ở đâu không hay là tôi gọi bác sĩ nhé tôi thấy hơi khó chịu em giúp tôi lấy cái khăn lạnh ra đây nghe những lời ấy tôi hơi nghiêng đầu thấy biểu hiện của anh khác lạ liền bước đến bên giường mua bàn tay đặt lên trán anh cảm nhận được nó nóng sực tôi không khỏi lo lắng hốt hoảng nói anh phát sốt rồi để tôi gọi bác sĩ lên tôi vừa nói vừa cố gắng muốn xoay người có điều anh nắm lấy cổ tay tôi chặt đến mức không cho rời đi sau đó áp mặt của mình vào bàn tay tôi đôi mắt nhẹ nhàng khép lại Tôi yên lặng một lúc, không còn cách nào khác nên đành phải ngồi xuống, để mặc cho anh cầm tay mình như thế. Mãi đến khi anh dần dần chìm vào giấc ngủ, cổ tay dần được buông lỏng, tôi mới chậm rãi, chậm chậm rút tay về. Chỉ là tôi không ngờ được rằng, lúc ấy, người đàn ông nằm trên giường cũng mê man, Mồi mấp máy những lời rất nhỏ. "Diệp, tôi xin lỗi. Xin lỗi tôi. Xin lỗi gì, điều gì đây?" Suy cho cùng Anh cũng không hề có lỗi trong chuyện trước kia Anh hoàn toàn không biết gì cả Tôi cũng chưa bao giờ oán hận Hay là trách anh Tôi chỉ căm hận mẹ của anh mà thôi Quý vị thân mến Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong Tập 10 của bộ truyện Trong gai cuộc đời Được viết bởi tác giả Lê Tuyết Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này Quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản Đó chính là nhấn like chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh đọc truyện bụi phố để theo dõi cùng với Tú Quỳnh nhé. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào những khung giờ phát sóng tiếp theo, 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh đọc truyện bụi phố. Chúc quý vị một buổi trưa tốt lành.